Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây trắc dây gai lá nhỏ nha. Trắc dây gai lá nhỏ. Cây này có dáng rừng trên thân nha. Cây này có dáng rừng trên thân. Cây thành phẩm luôn nha. Lũa này là lũa thép của cây, có tác động máy chút xíu ở đây nha. Như là cũng không có tác động máy. Cây này không. Cây này là lũa rin. Như là cũng có sao á, có một chút, có một chút đúng không? Tác động máy chút xíu ở đây, nhưng mà lũa là lũa rin của cây nha. Rừng rên thân này, có những cái thân rừng này. Cái này dây này cũng xiết rồi, về mình tháo dây luôn nha. Rồi cây này có mã số là 125. Tổng hoành là 79 nha, cây cao là 70. Chậu nuôi lọt lòng là 45. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu là 3,8 triệu bao ship không chậu nha. 3,8 triệu bao ship không chậu. Chậu này là chậu xi măng nuôi thôi. Cái này về mình sang chậu mới nữa là ok thôi. Lá khá là nhỏ nha. Này. Trắc bonsai nha. Trắc bonsai, trắc dây lá nhỏ này. Lá khá là nhỏ. 3,8 triệu bao ship không chậu nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Rừng trên thân. Rồi, em bẻ cua qua anh đó luôn. Đó, rồi. Rồi em bẻ cua qua anh đó luôn. Đó. Rồi. Rồi 3,8 triệu bao ship cho cây trắc bonsai này luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Cây lá khá là nhỏ luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.